Chào mọi người đến với channel của Hưng Nguyễn. Thì mấy bữa rồi tôi không có làm video vì do bận công việc. Hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ đến mọi người một cái bài thuốc xịt trái ánh già, rẻ tiền nhưng mà nó cũng là hiệu quả. Nên những cái vùng mà anh chị em không có thuốc á, thì như là ở những cái vùng miền Tây thì anh chị em cũng có thể dùng thuốc này áp dụng được, không cần những cái loại thuốc mắc tiền. Nhưng mà hiệu quả nó cũng tương đương, nó cũng kém một chút xíu thôi, chứ nó cũng không, nó chênh lệch 80 chứ không có chênh lệch lắm ha. Chứ mà bên đây tôi cũng xin đề cập tới cái màu sắc của thanh long. Thì cái điều đầu tiên nhất á, để được có màu sắc đẹp á, đều đẹp á, thì tôi nói đến là vấn đề phân bón và xịt thuốc đúng cách. Phân bón là một cái dinh dưỡng rất là quan trọng, để cho nó lên màu đẹp hay không là phải cần một cái lượng phân bón đúng hợp lý. Giai đoạn nào chúng ta cần phải đón đạm nè, giai đoạn bắt đầu ra nụ, trước khi mà ra nụ á, mọi người nên cũng có để nuôi cành nữa, thì mọi người nên đón đạm nó lớn hơn một chút. Có thể mọi người bón ở lúc giai đoạn nó chưa ra bông á, hoặc là nó ít á, thì mọi người nên bón là 30 10 10 để nó nuôi cái dây, và nó cũng có một phần để nuôi cành, nuôi trái đó. 30 10 10 mọi người nên nhớ một cái điều đó. Rồi đến giai đoạn nó ra, lúc mà chúng ta kéo dài mỏ đó là lấy tay đầu, ở miền Bình Thuận người ta hay gọi là lấy ba tay đầu chứ không phải là kéo dài mỏ. Ở anh em miền Tây thì lại kéo dài mỏ, là giai đoạn đó chúng ta phải cung cấp cho nó cái hàm lượng kali nó hơi lớn một chút hơn là phần da ra đó. Thường bao da ra hoặc là chung là đầu trâu thanh long cũng được, những cái cần kali nó rất là lớn đó. Và điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải có một cái lượng phân gốc là phân chuột, nó mới có cái màu sắc đẹp được. Còn nếu anh chị và bỏ phân thiếu là nó cũng cái màu nó bạc bạc, nó rất là khó coi. Còn cái thuốc á, tôi nói đây là cái thuốc nó chỉ hỗ trợ cho các anh chị là 30 đến 20% thôi, 20 đến 30% đó, không tới 30% đâu. Nó chỉ có hỗ trợ, nếu mà xịt đúng á, thì nó mới có ra được 30%. Còn mà anh chị mà xịt không đúng ngày á, nó quá ngày đi đó, nó cũng là bị không hiệu quả bằng chúng ta xịt đúng cái ngày nha. Thì tôi có cái lượng thuốc tôi đã có chia ra là trái sao rút râu và trái già, thì chúng ta phải áp dụng cái lúc nào nó cần cái hàm lượng gì và lúc nào nó cần không cần, và lúc nào chúng ta phải ngưng thuốc. Đó là cái điều mà tôi muốn nói đây. Thì tôi đã nghiên cứu rất là nhiều rồi, không phải nghiên cứu gì chứ mà tôi làm trong cái vấn đề, tôi cũng thử rất là nhiều thuốc. Tôi không đợt rồi tôi không bón phân để tôi xịt thuốc hoàn toàn thử, nhưng mà không thể được vì cái hàm lượng phân nó buộc phải có lên, vì cái thuốc chúng không có thể nào hỗ trợ 100% được, nó chỉ có hỗ trợ rất là ít. Dây tôi xịt thuốc rất là nhiều, không tôi xịt phân bón lá rất là nhiều để giúp cho cái trái nó có màu sắc đẹp, hoàn toàn là tạo màu. Để tôi cũng là một cái phần tôi thử thử thuốc thôi, nhưng mà cái trái nó ra cái sản phẩm rất là xấu, màu nó không có được đỏ tươi như là những cái lần trước tôi làm bằng phân phân hiệu quả như là phân chuồng và phân đầu trâu thanh long lúc chúng ta bỏ lúc gần chín đó. Thì nên mọi người mình nhớ chúng ta cần phải có cái hàm lượng phân nó đều, có hàm lượng đạm, plăng và kali, lúc chúng ta bón là phải ba hàm lượng này nó mới đạt được hiệu quả nha. Còn nếu mọi người bón mà kiểu kali không thì nó cũng không hiệu quả đâu, vì giai đoạn cuối cùng chúng ta bón một miếng kali để cho nó có thể nó dễ chín hơn thôi. Đó là cái lời tôi muốn nói cho đây đó. Và cái vườn á, đầu tiên cái vườn của mọi người phải sạch sẽ, và mọi người hãy nhớ là một điều, mùa hàng mùa này nó rất là khó làm. Con ngâu có giải pháp rồi, tôi sẽ tìm cách tôi làm giải pháp, tôi xịt con ngâu và những con bồ chỉ. Con ruồi vàng hiện tại đã có giải pháp rồi, bữa trước tôi chia sẻ một bài rất là hiệu quả, hình như là tỷ lệ nó đến 90% luôn, xịt cái thuốc đó vào nó không có, và mọi người phải 5 6 ngày hoặc 7 ngày mọi người xịt một lần này không có. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ cái bài thuốc này để mọi người lấy búp. Bây giờ tôi nói đến nè, lấy trái, nói chung là trái già đó, thì mọi người dùng 4 muỗng quang nông, 4 muỗng quang nông với lại một gói tai voi, không lem,
Cái bài thuốc này không lem nha, có thể xịt phủ lên những cái trái khác cũng được. Rồi, tiếp đến là mọi người dùng viên GABA đỏ không lem, hoặc là mọi người dùng viên hai viên con ó hai viên con ó đỏ, hoặc là dùng viên canxi bo ha, một hoặc hai viên canxi bo, hoặc viên ó đỏ thì dùng hai viên. Rồi, một gói căng nở bề ngang và tiếp đến là mọi người dùng một cái gói tạo màu như ý, hoặc là tạo màu gì đó có thể là cái hàm lượng kali nó lớn một chút, hoặc mọi người lấy kali sure của Singapore đó, gọi là kali màu trắng tinh đó, tinh khiết không có nữa, thì mọi người cũng có thể dùng cái sản phẩm nào mà cái hàm lượng kali không có nhũ dầu nha. Nhũ dầu nó gây cho mắt giỏng trái nó rất là nhiều lý do, bò chỉ hoặc là những cái con rầy đỏ gì đó nó vào, nó đã là nó làm nó gây dập cái vỏ trái mà nó sẽ thành thẹo, đó là cái mắt giỏng. Và mọi người nên nhớ bỏ thêm một gói ánh nông hai đó, những cái thành phần rất là đơn giản thôi nhưng mà cái hiệu quả nó rất là có năng suất. Nhưng mà tôi nói một điều, mọi người muốn có cái màu sắc đẹp buộc phải có phân bón điều độ nữa là khác nữa. Một giai đoạn từ búp đến chín bèo gì cũng phải 4 lần phân, có nhiều anh em lại để bỏ đến 6 lần phân ruột đỏ đó. 4 lần phân là chúng ta cần phải có phần chân, chứ không có phân là chúng ta không thể nào cho một cái màu sắc nó đẹp tuyệt được. Tôi nói là một điều là tôi chân tình, có nhiều người nhắn tin hỏi nhưng mà đây là tôi nói một cái điều là rất là chân tình, cần phải có cái hàm lượng phân bón nó rất hợp lý nó mới có thể mang lại cái màu sắc đẹp cho thanh long của anh chị ha. Tôi cũng xin chào và chúc mọi người buổi sáng nhiều thành công trong cuộc sống và sức khỏe nha.